Hello mọi người ha. Thì hôm nay mình nấu món canh ngót với cá. Này là cá chim mình mua ở chợ nha. Rồi rau mình có nè. Đó. Cà thì mình thấy nhiều quá mình chưa có cắt. Mình có hành. Với cái này là giống như cần vậy mọi người. Rồi cơm. Đó, anh Leo anh về anh mệt anh muốn buồn ngủ luôn mọi người ơi. Đây là bữa cơm của mình với Leo. You take care yourself. I'm okay, I just sit around here. Đó đâu. Đây là món của mình nhờ Leo nha mọi người. Đó, món cá ngót. I don't like you wear that to eat. Why not? That's not I like it. really good. Old man raising. Okay, up to you. Kêu anh thay đồ anh ăn cơm anh không chịu, anh đòi mặc đồ đó ăn cơm á. Đồ đi học, đi học, đi làm về cũng ăn cơm luôn. Cái của mình là đã lên give me the big. Yeah. Bây giờ nó sôi rồi, cà nó muốn chín rồi nè. Bây giờ mình bỏ hành với lại cái này rồi vô để lát ăn ăn ha. Đó. Cái nồi của mình đó nha mọi người. Nó hành rồi vô. Cà rồi, ăn lẹ lẹ để nó mau ấy lắm. Thấy không? Nó có màu xanh nè. Màu xanh, màu đỏ. Màu trắng rồi này kia mọi người thấy ngon không? Quá tuyệt vời. Tuyệt vời ông trời. Tuyệt vời nhất hệ mặt trời luôn. Cái nồi của mình. Ngon quá bà con cô bác ơi. Nói chung là mình khoái cái dĩa nước mắm của mình nữa nha. Dĩa nước mắm của mình khá là ngon. Rau này thì mình cũng không biết nó là rau gì, nó giống cần quá mình mua luôn nó. Chỉ rau của mình thấy ngon ghê. Cà để ăn hết không mới cắt ra, không ăn hết thì thôi không có cắt. Mời mọi người ăn cơm, mời anh Leo ăn cơm. Hi Leo. Leo, xin chào các bạn. Good, good Leo. How are you, Leo? I say, howdy everybody. That's enough. Okay. Mời mọi người ăn cơm nha mọi người ơi. Mình ăn canh ngót. Thank you. Đói bụng mọi người ơi, đi làm mới về. Nấu cơm. Mời mọi người ăn cơm. I'm going to eat the Nói chung là nó có eat the rice. And you eat potato. Potato, that good. Well, you don't have potatoes. Oh, tomato, sorry. Tomato, not potato. Tomato, that cà. Cá. Not cà, that Not cà. cá. This is not cá. Cà. It's tomato. 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 Mình chứ. Thích ăn cơm thôi mọi người ơi. Ăn cơm. Get that fish eye in there. Fish eye and what mean? That the fish eye. Yeah, the fish. I think. I think these are already, the tomatoes are going away. Mời mọi người ăn cơm. Đói bụng rồi. You can take the tomato out. Put in the bowl. Put in the bowl. Nóng quá. Tại mình nấu lâu sợ nó. Nó gã cái cà chua hết ngon. Ăn cà chua nước mắm. Leo leo ngựa ghê á. Leo mặc đồ này đi làm. Rồi Leo đi về Leo cũng ăn cơm luôn. Mình nói lát mặc đi ngủ luôn. Bởi luôn. That's fine. Lát mặc đi ngủ luôn. Leo cái tính ngộ lắm. Đồ mà mới mua là anh muốn mặc liền vậy đó. Hay là đồ mới của anh là anh mặc liền à. Anh không đỡ đâu. Yeah.
Give me. More. Another tomato in there. Mm-hmm. You can get to it. And disintegrates. We have the green. We have. You can. We got the green. We got the fish. We got the. Mm-hmm. Ăn kiểu ăn lẩu luôn cho nó nóng mọi người à. Ngon quá. Leo mà anh thích cái đồ nào ha? Anh mặc. Anh mặc đi chơi. Anh mặc đi ra đường. Anh mặc đi tè lè chứ. You can eat. If you don't like sriracha, eat tomato and I'm not a big fan of cilantro. But that vegetable is good. What? I say that vegetable. We can eat that fine. Cannot make you jumpy. Be careful, hot. Oh, I'm so sorry. Hot, huh? That was so hot. I'm gonna tell you. Be careful when. No. It's hot, you're gonna tell me. Watch the bones. It's hot, but. Hầu như lúc nào cũng kêu cẩn thận ăn. Không có chuẩn bị. Nói 80 lần cũng không bao giờ nghe. What'd you do? I want a spoon. You want a spoon? Try to eat the fish. Is the fish done? Done. I cook. Done a long time. I cook a lot. I know you don't like. Cá chim nó béo. Cá chim béo quá mọi người. I think you can get. Take time. Double. I say I'm hungry. Some of this fish. Yeah, you eat in the bag, that's good. Yeah, fishy, fishy, fishy. You're hungry. I have just one bagel. Sao có ăn một bagel? You have pizza. You have a lot of things. Anh không ăn cái rau này. Mình không biết nó là cần kiểu gì. Mà ăn nó cũng hơi cần. Nên mày thấy ngon mua. Mà Leo thì không thích ăn mấy cái ngọt. Our fish tastes pretty good. I look in the pot. I see the fish's eye looking back at me. Hello, fishy. Anh nói anh nhìn vô nồi. Con cá nhìn ảnh. Ảnh say hello với con cá. You say hello and you say sorry. You eat the fish.
This is not sorry. You watch out for the bones. I like when I eat with the bone. Mình ăn cơm nhiều lên không ăn cơm nhiều. Cho nó ăn ít không? You like green onion? I put here. I put cilantro in here. Just for me. I know you don't like, but I love vegetable. Hôm qua đi đám cưới, tiệc đó có 4 người Mỹ nè mọi người. Mà Leo bự nhất, Leo đi đâu Leo cũng là người bự nhất. I told them about for American at wedding. Yeah. Anh nhìn cả bực 4 người thì mình nhìn có 3 người. One young man. Yeah. High school maybe. Mm-hmm. 3 old men. You are oldest. Maybe. I don't know. I get that. Yeah. I like the bone. I don't like the meat a lot. But I think we should take the fish out. Thải quá. Mà ngon quá. You need the No. I can do that. That easy. Yeah. I don't want. Where room to put? Who want? Get that. Later, I told you, and you give me. But yes. I like vegetable a lot. You put the vegetables in there. Chung là cũng không cần ăn cá đâu. Thích ăn rau à. I don't know if you want more potato. We still have a lot of potato. Tomato, not potato. Cá. T-M-P. Cá, ok. Cá. Cá, ok. Đi bình cá. I know. You know. How much you know? The fish is very good. Cá, it's good. Cá, not cá. Cá. Got to go cá. Yep. Cá, 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 like a crow. Cá. Mệt bằng quá, bằng leo à. Cá chim này ăn béo quá mọi người. Chiên ăn cũng ngon. I taste the food. Look like the food have a lot of oil, huh? Oil? Mm-hmm. Here. Get you some fish. Nè. Put here. Mệt quá. Không có mua nhiều. I eat the half of this fish. You eat the other half. I cannot eat half, that's a lot. I like eat the bone. You don't eat the bone? Here. Let me give you. I'll flip him over. No. Put here. Put the blade here. Well, hand me the tomatoes. You can put them over here. Oh, that's fine. That's fine? Mm. That's fine? Mm. Got to put these in the water.
Không có cần ăn cá, ăn thịt đâu, ăn rau You know, if you weren't such a good cook, I would say you mean to me all the time, but you're a good cook. You could cook. So good to you. She's good. She's good to me. I eat the ka. That's good. Ka? I eat the com and the ka. Com ka. You say this one, not this one. Say again. Ka! You know, Dong Chai really. Hey, hard. Look. I got gum, 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 and kaka. Kaka. Be glad it doesn't taste like poop. Ka C A different. Ka. So what is this? Ka. Ka. Go, go, go. Go, go. Ah. Ga. 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 This is ga. Right? This is ga. This is ga. This is ga. This is ka. This is gum. This is real. Cái chiên này chim ăn, chiên cái chiên này. Chiên ăn cũng ngon. Nó khá béo mọi người. Béo quá trời béo. There's the bell what? Bell doesn't mean the fish. The meat of the fish. Have oil. The fat, you know. When you eat the fat, you feel same oil. Same the butter or cheese. Why they give the pizza for you, Dylan? What was that? Pizza. Meeting. Meeting? Who meeting? All of the people in my group. But his group. But where they eating, I don't see. Well, they did not have the pizza there when the meeting was over. So the pizza come in, no one eat. The pizza came late. That, they had to send out an email saying, okay, pizza's here now. Ah. Ah. But when you order, you must know exactly what time. Sometimes you order exactly the right time. But sometimes it doesn't come. The pizza place did not deliver on time. So return. We don't want any more. Tell them. Anh nói là có nhiều khi đặt nhà hàng. Hey, only cook what you want. You don't want? Good. I'm eating nine. Eat some fish. And you give me some outside. You eat in the back. I know you try. I'm okay. That's a lot for me. That's a lot for you. Eat. You're hungry. I had two pieces of pizza today. So I don't need. What's a Vietnamese food? You should eat more. But American food, you don't eat more. You don't eat
More pizza, more junk food, more tea. I'm eating the greens. I'm eating the onion. What's onion in Vietnamese? Hành. Han. Ăn hành. An han. Ừ. Giống xem hàng. An han. Hàng, you say hàng. Hang. Hành. Han. Hành. Hang. Han. Hết. Your best friend is named Hang. Ừ. This one hành. Han. Hành. Han. Ai nhờ anh? An yan. Hành, anh mình hành. Xem you All say, sounds the same. listen, xem you say anh, An. hành, Han. yeah, An han. anh hành, This is An han. anh hành, yeah, An han hang. biết với anh. Okay, different. You know what you say? That $5 word when you say English? I say the same thing. Vietnamese. How you know Vietnamese? Trời, lanh quá. They all sound the same. All the words sound the same. Ca? Ka, 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 ka. No, don't say so fast. If you say so fast, that's really close. Really close? Cá. Ka. No, you didn't say cá. Ka. Cá. Ka. No, đất cà. ka ka Ừ. Cá. ka Yeah. Cá. ka Cà. ka Yeah. In America, kaka is poop. I think the same thing about learning this language. Kaka. Nó xem. You say not clear, that's not good. My children, when they would have diapers on, they would put caca in their pants. That's a lot. That's a lot. You eat. I see, I eat this green stuff. You know, the buffalo, the cow, what they eat, you laugh. I eat the green stuff. I browse all day, grow, eat green stuff. You feed me green stuff because you think I'm a buffalo. But what do you want I feed you? What can I feed you? Cá cá. Yes, right. You are right now. Cơm cá cả. Cơm cơm cơm. Cơm cơm. Xem được cơm. You have. Cơm Cơm để hè. Cơm. Cơm. cơm Cá. cơm cá Cà. cá Yeah. Leo ăn cơm. I'm having cơm cam cá. Say Cơm cam cá. For dinner, it's all beautiful. Really good. You say not clear again. You had cơm. Cá cà. You say that really close and same. You had cơm. Cơm, cơm, Ừ. cơm, cơm, cá. Yep. Cà. Cà, yeah, you have, Cà. yeah. When you say faster, that's not clearly, not
Lưu em. Anh kêu how about How about them apples? I'm tiger but I eat green too. I don't want you eat green. You eat fish because fish cannot make you chubby. That's a pizza make you chubby. I like my vegetable. That is expensive. Một lon. Ấy chứ không. Một lon cà có chút xíu thôi mọi người. Một lon hành có chút xíu thôi. Một đồng 99. What do you have for dinner? What are you eating? Oh, you try and trick me. I have gong. I have cá. I have cá. Cà Cá cá. cà cá cá cà cá cà cá cà Cá. yeah Cá cá. right make the sound same really same Cá cá. this one She points down there to my huge trunk. My huge trunk. This big. Because they start same the way C, you know? Cơm. Cá, CA and cà. CA and this one CA. Cool. Yeah. Four similar. That's why for you remember easy. Yeah, you gonna eat cool? You have? Time's up. I think we need to say, time yet, can bang. No. I eat cơm, I eat cá, I eat cà. 25 minutes. Okay, I eat cơm, I eat cơm. I eat cơm, I eat cá, I eat cà. You gonna eat cơm? Ăn cơm, ăn cá, ăn cà. Yeah? Ăn... Tạm biệt, everybody. I hope I have happy trails tonight. Okay, mọi người ha, mình với Leo ăn cơm. Quay lại mọi người coi vui chút xíu ha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Mọi người. Leo tạm biệt mọi người. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Push the button. Okay, dear. Bye bye. Yeah, dear. Yeah. Bye bye mọi người nha. Bye bye bà con cô bác. Hẹn gặp lại.